Tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người, tự nhiên và các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì, quy luật ngũ hành, tử vi các hung nạp vận, hung cát của những gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 11 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng này, tuổi Ất Mão sẽ gặp những chuyện gì tốt, cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn. Mời quý anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay, tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích ly hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11 năm 2020, tức ngày 21 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mậu. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù lòng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão năm 1975 trong tháng 11 âm lịch, Ất âm mộc gặp Mậu dương thổ là chính quan, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, gia chủ tuổi Ất Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc.
đặc biệt đối với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông. Ngoài ra, trong tháng, bản mệnh cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp. Trong tháng này, các gia chủ Ất Mão sẽ cần chú ý ngày âm lịch 18 tháng 11, tức ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có năm sát là Kỷ Dậu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, độc thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Ất Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo để làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Tháng này, người tuổi Ất Mão rất bận rộn, đến mức bạn hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề khác. Các dự án lớn, phức tạp sẽ lần lượt chờ bạn giải quyết. Bạn là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội để bạn chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những rắc rối và bất lực. Có một số người tuổi Ất Mão đang có suy nghĩ nhảy việc trong tháng này nên suy nghĩ lại. Thời điểm này chưa thích hợp, sẽ rất khó để tìm được công việc như mong muốn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều, phải liên tục tăng ca làm việc, nhưng cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Đồng thời, để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn, không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão trong tháng 11 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Là người biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà bản thân mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Ất Mão lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công, tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức, làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Ất Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy làm minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình duyên và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Ất Mão không được tốt. Do bị ảnh hưởng bởi công việc nên bản mệnh trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục khiến hòa khí trong gia đình bất ổn. Bạn tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người bạn đời để hiểu nhau hơn. Các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, bạn giỏi giao tiếp. Việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để bạn phát triển công việc. Bạn sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ bạn rất nhiều. Hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Ất Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Ngoài ra, vòng tay sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hòa hợp vợ chồng, tăng cường tình cảm gia đạo. Sức khỏe của tuổi Ất Mão. Trong tháng 11 âm lịch, sức khỏe người tuổi Ất Mão khá ổn định.
Tuy nhiên, người tuổi Ất Mão có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Ất Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả, lao động. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý anh chị về vận trình của tuổi Ất Mão trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau.